Hứa Minh Đạt. Xin chào khán giả của chương trình Thực khách vui vẻ. Ngày hôm nay thì nhân cái dịp quay chương trình Thực khách vui vẻ thì hai vợ chồng tính tổ chức lại một bữa kỷ niệm 10 năm ngày cưới anh ha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến đây để mua hải sản về để làm một bữa tiệc thật là hoành tráng cho kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Đi nào tình yêu của em. Đi. Dạ, em thích Đạt. Ủa? Lạp. Dạ. Chơi đi cưng, anh đang lựa hải sản. Em quay chương trình chúng gì dạ? Đúng chơi đi cưng. Lúc này là em đi mua hải sản về ăn. Hả? Thì chị với chồng chị đang lựa hải sản đó. Không, chị lựa cho em, chị lựa cho em. Em phiền quá à. Em này phiền quá. Chị, mua mấy con này nè. Chị mua gì kệ chị. Em thích con này nè. Kệ em. Thích hải sản nào? Quá trời hải sản luôn. Tôm hùm kìa. À, tôm hùm luôn. Em thích ăn con hải sản nào? Anh ơi, con đó chị là... Chị ơi, mua cho em con ghẹ, mua cho em con ghẹ với. Em thèm ghẹ. Em thèm ghẹ hả? Em thèm ghẹ. Anh đi mua ghẹ. Mua đi, ghẹ đây nè, mua đi cơ. Mua ghẹ đi qua đây. Ôi. Em ơi. Dạ. Bây giờ có món hai còi này là mình chế biến món gì ngon. Dạ, cái ngon hai còi này thì anh hấp xả là ngon nhất anh nhé. Dạ. Mình ba người á, mình sẽ là 1 ký đi ha. Một ký. Tôm này nè, tôm này mình chế biến món gì ngon em? Dạ, cái con tôm này là con tôm hùm Alaska em nhập khẩu từ Canada anh chị. Ôi, ha. Alaska em từ Canada luôn hả? Dạ vâng. Em thích ăn con tôm sú hơn. Đúng rồi, hả? Em cũng thích ăn tôm sú với gì dạ? Tôm sú lấy chị hai con thôi, tại chị có hai người. Có một con nữa, một con cho em nữa. Rồi thôi qua mua con khác đi anh. Đi mua con khác đúng không? Ôi. Chị ơi, lát nữa lấy thêm con cho em nữa nha. Em muốn ăn ốc nữ hoàng. Làm thích ốc này quá hả? Em thích ốc này. Em lấy chị 1 ký ốc hương nha. Dạ, có ốc hương không? Dạ, có. Ốc hương nha. Ốc hương là ốc này để cho nó đẹp. Nãy giờ mình ăn toàn ốc không mà. Em muốn ăn cua biển. Cua biển đúng không? Cua biển. Em mà có cua Cà Mau không em? Dạ đây ạ. Nè, lắm cua biển nè lắm. Ngon. Tụi, ăn cái này đi cơm. Tụi quá. Cua này thì không dày luôn nhé. Rồi ôi, quá đã luôn nè. Lập nè chữ. Thích không bỏ vô rồi mua cho Lập con cua này nha. Cua Cà Mau không? Dạ đúng, cua Cà Mau. Rồi lấy cho hai chị không ăn cua này hả? Có chứ. Đó, lấy cho hai anh chị con cua hoàng đế nha cưng. Dạ vâng, cua hoàng đế. Con cua bự nhất á, để cho Lập ăn. Con Lập ăn con cua Cà Mau nha em. Ủa? Rồi đi. Cho chừng nó kẹp anh đấy. Không có kẹp đâu anh. Ủa dạ. Trời, em thích con này không? Dạ thích. Thích con này đúng không? Anh sẽ mua con này cho em. Yeah. Còn anh chỗ mua cho em, đó. Anh mua cho em con nó đi, còn con đây nè. Nè nè, chị thấy gì nè, hồi nãy cái con cua kia nó bự quá. Đâm ra là nó hơi mắc tiền đó. Ủa? Chị sợ con này em ăn không có hết. Cho nên là thôi mình đổi đi. Thấy không? Em ăn con này. Em lấy cho anh con ốc tu hài đi. Con này là con vòi voi à. Con vòi voi đi. Em ơi, con bào ngư này bán ký hay bán con? Ký bào ngư Úc thì nó sẽ dao động từ 2 đến 3 con. Còn bào ngư vậy thôi, mình cho 3 con đi, mình đừng có từ 2, mình cho 3 con luôn. Họ lấy ơi chị, bà 6 con, mỗi người 3 con. Dạ. Hay chị muốn làm món gì chị bên em có tiềm thảo mộc, nấu súp bào ngư, súp dầu hào, chờ đuôi. Chị 3 con súp, 3 con tiềm thảo mộc. Dạ, 3 con nấu súp, 3 con tiềm thảo mộc. Đi ra em, tính tiền mình đủ món rồi đó. Đủ món rồi, tính tiền. Dạ rồi, em mời anh chị ra quầy tính tiền. Ủa anh chị, trời ơi vui quá trời quá đất luôn. Bữa tiệc này dành cho chúng ta đúng không nào? Em ngồi đâu ta? Kia kìa. Cái bàn kia kìa. Cái bàn đó đó. Mày hả? Cái bàn đó đó. Xếp sẵn cho em rồi đó. Đi ra đây ngồi. Bên kia vui hơn chứ. Mình ngồi yên đó, nha. Ngồi yên đó. Mình mệt cho em nhảy chung với cái này, phải nhảy ba như vậy nè mới vui. Đó, đi sinh hoạt hè hả? Đi sinh hoạt hè hả? Bây giờ đây bữa tiệc đông mà ba người vui. Qua bên kia, bàn ai nấy ngồi. Đi qua bên kia coi. Mời em. Kỳ ghê á. Vậy em tự nắm tay em à. Wow.
Ủa, lấy cái bàn chi vậy? Background cho nó đẹp. Ủa, là cuối cùng nó vô bàn này ngồi luôn hả? Ủa, bàn này là bữa tiệc dành cho ba người mà. Ừ. Em ngồi vô một cái là đẹp đôi hình liền luôn, thấy không? Nó đúng cân rồi. Bằng okay. Chứ bây giờ mà em không ngồi giữa, tuy chỗ này nó bị trống á. Này nó có cái gì này có hai con à. Không sao, coi như không có bánh mì xá xị thì có con bé lập này cũng được. Ủa, vậy là em con anh luôn á. Nè lên. Của con hả? Này phần của con hả? Ờ đúng rồi, nãy chị dạ nói là cái này là dành riêng cho em luôn á. Cái này ăn chung hết nè, con này dành riêng cho em đúng không? Đúng rồi, đặc biệt. Đừng quan tâm nữa. Vô em. Em cùng với anh ăn coi phim, cùng với em, cùng với em đi, cùng đi. Thật là tuyệt vời. Cùng chị nha. Cùng ra. Em à. Dạ. Vô. Trước khi vô buổi tiệc, anh có vài lời muốn nói với em. Anh nói gì? Em không nhớ cách đây 10 năm gì trước không? Dạ nhớ. 10 năm về trước, lúc mà chúng ta vừa mới yêu nhau, lúc đó tình yêu nảy nở, em và anh đến với nhau từ hai con tim. Lập à, em yên lặng được không Lập? Em đang kiếm nước chấm. Ủa anh, cô sẽ chấm nước tương anh. Em cứ chấm đi. Mình tới khúc nào rồi? Tới khúc mà anh và em gặp nhau. Anh và em gặp nhau. Lúc đó hai ánh mắt mình như tóe khói một tí sét ái tình. Giống như là chạm vào mắt nhau lần đầu tiên. Lúc đó con mắt anh giống như trái tắc xịt chấm muối ớt. Cái gì vậy anh? Hải sản phải có cái này mới ngon. Trời, phương thông tâm quá. Đó mình nhìn nhau. Dạ. Và em có nhớ lần đầu tiên lúc mà mình tỏ tình là lúc nào không? Dạ nhớ. Đó là vào một buổi sáng mùa hè. Em đến nhà anh vào lúc 6 giờ. Và em nghe những âm thanh rất là ồn ào. Ồn quá. Em đang làm nước chấm. Nè thấy không, nó tan ra nè. Ngon dễ sợ ngon luôn. Thôi mình quay lại không khí lãng mạn của mình nào. Cái lúc mà 6 giờ sáng thế nào? Rồi em đến gặp anh. Em mới nói với anh rằng, anh nhớ em nói gì không? Lúc đó là câu tỏ tình của em đúng không? Dạ đúng. Em nói là coi chừng mẻ cái răng. Coi chừng mẻ, ăn nhẹ nhàng thôi. Em phải cắn mạnh nó mới ra nè, thấy không? Thôi cứng quá. Phải câu đó, gì mẻ cái răng vậy? Không, cái lập ăn em kêu lấy cái đồ bấm. Ôi kệ nó đi. Đúng rồi. Cắn. Trời ơi, là mất cái giây phút cái xúc lãng mạn nhất. Thiệt tình là nãy giờ mình cũng mất cái không khí lãng mạn rồi. Thôi bây giờ cho quà nhập luôn đi. Thiệt tình cái này mình để dành để tính sao. Thôi vô đi. Thì vô. Nãy giờ em quà nhập với mọi người mà. Trời, quà lắm, nhập lắm. Quà thiệt chứ bộ. Phá. Nãy giờ là em ăn một cách rất là nhiệt tình luôn á. Em không hề phá một cái gì luôn. Bực bội. Dạ, phá tan cái không khí lãng mạn. Lãng mạn vậy thôi, bây giờ chỉ có thưởng thức là bây giờ thưởng thụ là ăn những món ăn ngon này thôi. Mẹ em thấy anh chị tình cảm quá. Chưa bao giờ mẹ em thấy có số nào mà quen mà tình cảm được như vậy luôn á. Em thấy dạ đi chung vậy thôi chứ không bao giờ mà chị dạ tình cảm được với em luôn á anh Đạt. Chị cũng hiểu sao hôm nay chương trình mời anh Đạt mà lại mời em nữa. Ủa sao vậy, em cũng là chương trình mà em đứng dưới đây em dẫn chương trình chung với chị mà. Nếu không có em thì chương trình ngày hôm nay sẽ hay hơn nhiều. Không dám đâu. Thôi mình ăn ốc hương. Đây là ốc hương. Lâu lắm rồi mới ăn ốc hương bự như vậy. Ốc hương rang muối. Trời ơi. Mà hình như là có phô mai nữa sao á. Cái muối rất là thấm luôn á nha. Nói chung mình nói về ốc hương rang muối chắc không quá xa lạ với mọi người ha. Nhưng mà riêng ở đây là ốc hương này rất là tươi. Mọi người có thể thấy là nãy mình mua ở nhà cái tiệm là nó còn sống luôn á. Sống nhăn răng luôn á. Trời ơi ngon nè. Dạ cứng quá. Tuyệt vời. Ăn ốc hương khoái ăn này nè. Cái gan ngon. Mua ở nhà cái tiệm là nó còn sống luôn á. Sống nhăn răng luôn á. Đúng không anh Đạt? Đúng rồi. Dạ. Anh nuốt nước miếng quá trời. Trời ơi, ngon nè. Tuyệt vời. Cái này là ngao hai còi. Ngao hai còi hấp xả. Rất là ngon. Hai còi hấp xả đây. Cái này chấm với gì ta? Chấm với lại muối tiêu chanh hay muối ớt xanh đó anh. Giữa con nghêu có hai còi mà nằm hai bên đúng không? Đúng rồi. Gọi là nghêu hai còi. Ngọt ngay luôn á. Con nghêu hai còi nó ngọt hơn những con nghêu bình thường. Đúng rồi. Ăn cảm giác như vậy không?
đang con hàu đi. À không, hàu để mình nướng đi cho nóng rồi mình mới ăn. Thầy, để anh ra cho. Anh ngồi yên đó, lập đi ra nướng đi cưng. Thế vậy? Nướng cho nóng. Em bận ăn. Ăn nó không lạnh bụng. Em bận. Món này ngon lắm, ngoan chị thương. Giỏi. Nướng hả? Ừ. Thằng bé biết nghe lời. Mình hãy ăn ốc hương để cho tình yêu tụi mình lên hương. Dạ. À, nó đi qua kia rồi, mình tâm sự tiếp. Em biết không, lúc đó cái món em kêu cũng là ốc hương nè. Dạ. Ốc hương của họ, ốc hương nó không được bự như vậy. Đúng rồi, lúc đó mình đâu có nhiều tiền đâu mà ăn ốc hương bự là... đúng không? Bây giờ mình ăn cái gì nữa nè? Thôi bây giờ nhìn nè, ở trong này cái ốc này mắc tiền lắm, ốc dồi dôi á. Ồ, kêu đi làm cái gì? Đi nướng là con hàu. Rồi hàu đâu? Dưới. Là sao? Nó lì lắm, nó không chịu chín. Em mới lì á. Sao vậy? Em xuống dưới em nướng đi cho nó nóng. Cái lửa nó không có đủ nóng để cho nó nóng. Thôi kệ, cho nó ăn đi. Để nó lâu lắm. Ăn đi em. Ăn. Ăn món gì nữa? Dạ. Thôi mình ăn con ốc dòi dôi đi. Đi, nó chín rồi nè chị ơi. Anh thấy không? Sao á? Nè. Giờ có một con thôi hả? Nó mới chín được có một con. Rồi thôi đưa đây để anh Đạt anh ăn. Con này em gấp cho em thôi. Khùng quá, phải yên tâm phụ nữ chứ. Thiệt tình nào. Đó. Ngon lắm á. Cảm ơn anh. Đó, thấy chưa? Đi em. Nóng quá à. Để nó nguội chút xíu rồi chiêu lập nó xuống nó hấp lại. Á, à, nóng quá. Ây da, nóng quá. Ô da, nóng quá. Ô da, nóng quá. Nóng người ta giữ trong lòng đi, ta nói ra chi ồn vậy. Sao chị nói được em nói không được? Chị nói dễ thương lắm. Đây là con hàu. Wow. Nướng phô mai. Thơm quá à. Có bơ ở trong này nữa. Phô mai á. Dù mình em ba con luôn. Đương nhiên. Thôi ăn đi cưng, ăn đi cưng. Dạ. Cho em luôn á. Ăn đi. Con hàu là ngon quá. Thôi chưa. Ngon thiệt chứ. Cái phô mai nó không có quá béo cho bị ngấy nha. Ủa, cái món này món gì vậy chị? Ốc vòi vòi. Là cái này là mình ăn sống luôn đúng không? Rất là ngon, rất ngọt luôn. Ốc vòi vòi này là để ăn với lại wasabi. Em nãy đó giờ em chưa ăn con này. Rồi em chan cái này vô. Cảm ơn anh. Rất là ngon và ngọt luôn anh. Còn cái này nè. Cái này bớt. Ngay à. Này anh nghe mấy đầu bếp nói là cái này là cái phần da ở ngoài, cái thịt ở ngoài, còn này là cái ruột của nó nè. Là nhiều khi ta ăn sống cũng được. Rồi xong người ta xào lên ăn cũng ngon nữa. Cái này là cái ở trong con ốc dồi dôi nè. Dài quá hả? Nó giòn rụm mà. Nó dai giòn giòn. Mà đặc biệt là cái thịt nó ngọt nha. Mà cái điều quan trọng nữa là mình không thấy nó tanh. Mặc dù mình ăn sống. Em là người ăn theo kiểu mà sashimi mà ăn sống là dở á. Mà ăn được cái này luôn, là được nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món bào ngư hầm. Bào ngư nấu với sen hầm. Trời ơi, làm thơ luôn. Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Chị nói lại cái câu đầu đi. Chị nói lại cái câu đầu để cho làm thơ á. Bào ngư nấu với sâm hầm. Chồng chê vợ húp lên đầu khỏi ăn. Cái này vô ăn đi. Cho nên là chị đừng có bị anh đừng có giờ chê chị nha. Anh không giờ chê em hết. Anh không giờ chê em. Thơm quá, chưa bao giờ em ăn món này luôn á, rất là lạ nha. Nhưng mà chị chê anh miết luôn. Có củ năng nè. Chị chê anh miết luôn. Lắp. Anh đi, phải lấy lại bây giờ. Củ năng nè. Ui, ăn cái này vô là bổ lắm luôn á. Ngon quá, ngọt quá. Có táo tàu nè chị. Ăn đi. Ngọt ha. Cái nước này ngọt là do cái bào ngư nó ra cái chất ngọt. Với lại là có táo tàu ở trong này, với lại rất là nhiều những cái nguyên liệu. Đúng rồi. Mà mình thường nấu thuốc tắc á là nó sẽ có hơi đắng một chút xíu nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái phần ngọt nó vẫn ngọt nhiều hơn. Đúng không? Món này cũng ngon á. Ôi trời ơi, cái món này bổ lắm luôn á chị. Đâu bây giờ em ăn thử bào ngư nha. Có cay á. Em cũng sẽ ăn thử bào ngư. Em nghĩ anh là cần phải dẻo dai như con bào ngư nè. Ăn vô nó dai cực kỳ. Đúng luôn, bào ngư ăn vô rất là dai. Thôi lại giòn nữa nha. Giòn. Ừ. Trong cái phần da đó mình cắn gần đứt á thì lại thấy nó giòn. Thích quá à. Cảm giác là tối nay ăn cái này xong tối nay ngủ sẽ rất là ngon á. Ngon quá.
ở đây được cái là hải sản rất là tươi sống mà giống như mình đi chợ hải sản ngoài biển đúng luôn rồi, đó là chợ hải sản. Rồi xong rồi vô người ta chế biến luôn. Tại vì có những chỗ là chỉ bán hải sản thôi, người ta không có làm. Còn cái này là chuyên làm luôn. Mua một cái là ở đó chế biến hết tất cả các kiểu. Muốn mùi gì hay là vị gì là người ta làm hết. Rồi người ta mang đến tận nhà cho mình. Rất là tươi ngon, không cần phải rời xa thành phố đến biển mà chúng ta vẫn có được những món hải sản rất là tươi ngon như thế này nhỉ. Có người chế biến cho mình. Đúng rồi, có người chế biến luôn, giao tận nơi luôn. Thôi bây giờ mình ăn tôm hùm đi. Con này cũng nóng lắm nè Lập ơi, của em nè. Cảm ơn chị. Nè em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này phô mai hả em? Đúng. Nè em ăn đi. Wow. Cái này chấm với gì? À, muối hột. Hay là chấm gì ta? Em nghĩ chấm gì cũng được. Gạch béo quá. Trời ơi, cái thịt của con tôm này rất là ngọt luôn nha mọi người ơi. Ngọt. Không quá trời. Thấy không? Hồi lâu vậy tôm mình ăn mấy con tôm nhỏ 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 giống như con tôm hùm bự chà bá. Đây hả? Ăn cục thịt vô trời ơi đã. Ngon quá, béo quá. Cái phô mai á nó quyện với lại cái gạch á. Béo cũng khiếp luôn. Béo lắm luôn á. Thôi, chỉ với một con tôm này là bộ dưỡng biết là bao nhiêu. Đúng. Giống như là nhịn ăn tuần mà ăn con tôm là không cũng đáng nữa. Ngon thiệt mà. Không ngon, không nói lên lời. Ngon quá. Chúng ta sẽ ăn chùm cuối. Thiên Giáp hả? Đó là cua hoàng đế, 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 đế. Như là hoàng đế của những loài cua. Đúng như vậy. Thì là phải hai người bẻ mới được nha. Chứ một người bẻ là không thể đâu. Anh hợp sức. Không có chuyện hết. Biển Đông hai mình cũng thấy hơi ta. Chị cứ ngồi yên đó. Để đàn ông con trai ở trong cái bàn này lo cái chuyện này cho. Lát nữa là chị sẽ có đồ ăn chị ăn nha. Nè phụ anh nè, nâng cái này lên nè. Ý trời đất ơi. Quay cái khóc này nè. Nhìn y như cái mặt chị dạ luôn á. Ừ đúng rồi, đem này về cho Vĩ với lại xá xị chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Để có mẹ mặt mẹ đó. À, mẹ bố mẹ dụ mà chị dạng có đi quay á nhà mà hai đứa bé mà nó lì quá đó, anh đưa cái mặt này ra là sợ liền. Ừ, đó. Đâu. Thôi ăn đi nè, ăn đi. Cái khó coi lắm nha. Ăn đi. Nè, không có gì khó coi hết trơn á. Nè em, ăn đi em. Nè review cái món này coi. Cái này là cái chân rồi. Wow. Đây. Tên tên. Ít như phải vậy chứ. Đó, cho chị đó. Cảm ơn nha. Em nghĩ là anh nên thử một miếng. Nè dạ, mấy cái này béo lắm. Cái đó, nè. Tiết của nó đó, tiết cuồn cua. Đó. Ngon quá. Ngon. Ăn cái là hết giận liền luôn. Ngọt ngấy vậy. Nhìn cái thịt nó ngọt quá trời ngọt. Ngọt quá. Cái nước tiết nè, nước tiết của nó nè. Tiết hả? Nè, cho Lập nè Lập. Cảm ơn anh. Cái này ngon á. Ăn càng quá. Ăn cái càng không? Em nói thiệt với mấy anh chị luôn á, lần đầu tiên em ăn cái con cua này mà nó tươi vậy luôn á. Bây giờ trời thiệt luôn á, cả cuộc đời giờ này mới được ăn con này. Cái mùi vị em ăn nó khác hoàn toàn với những quán trước đây em ăn. Tại vì đa phần á, những chỗ mà em ăn trước đây á là ăn cái càng riêng hoặc là làm mì Ý chung với lại thịt cua này nè. Mà thịt nó bị khô hết rồi, tại vì nó là cắt ra từng miếng ra đông lạnh. Còn cái con cua này mình có thể thấy rằng là sáng là gia đình mình đi chợ là nguyên một con nó tươi sống luôn. Là nhập từ nước ngoài về nó làm sao là nó y như vậy luôn á, người ta đâu có đụng chạm gì được nó. Ngon quá, ngọt ngay luôn. Cái này lâu lâu mà gia đình ở nhà hay là anh chị em gì trong nhà mà ví dụ làm cuối tháng hay là mỗi cuối tuần hay là cuối dự án rồi đó, thưởng cho cả nhà ăn một con cua cho thôi cũng vui nữa. Cả nhà quay quần nhau cùng ăn. Cùng ăn, cùng gỡ, cùng đút cho nhau ăn anh nhỉ. Ờ đúng rồi em. Gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? Ủa bắt chị phải choàng tay qua lấy. Tại vì bây giờ mà anh làm vậy là anh che cái mặt của em. Anh ghi hình, cho nên là bán giờ vậy. Quá là... Em chỉ thấy em vui vậy đủ rồi, em đi về giùm đi. Không được. Chị không thích hả? Chị không hề thích em ở đây chút xíu nào hết trơn. Em về đi, lát một nữa chị tự chào khán giả cho. Ê
Em thấy hơi kỳ á, thôi được rồi, chị dạ không thích là anh cũng không vui luôn. Xin lỗi anh, xin lỗi chị. Em biết là em làm ảnh hưởng hai anh chị rất là nhiều. Vì ngày hôm nay là hai anh chị đã có một cái bữa tiệc, nói chung là kỷ niệm 10 năm. Hai anh chị cứ vui vẻ tới khuya thôi. Bây giờ em xin chào mấy anh chị. Hello. Hân Hoan chào đón tất cả các bạn thân mến đã đến với ngôi nhà của Hứa Minh Đạt. Đó là kênh chính thức YouTube Hứa Minh Đạt. Nếu các bạn yêu thích và muốn xem những cái clip của Hứa Minh Đạt thì hãy nhớ bấm subscribe cũng như là theo dõi đó. Các bạn sẽ được xem những clip mới nhất, những clip mới nhất kênh xe bèn của Hứa Minh Đạt. Các bạn à, chúc các bạn xem clip thật là vui vẻ nha. Woo-hoo.